trời ơi đau xót à, cho ta bầu gánh mà nay bị xuống cấp tí ủi đầu Phạm Công Thuốc Hoa xin mời quý vị nghỉ giải lao trong giây lát. Chết trời, giải lao. Trời giải ơi, nó nóng, muốn gần chết luôn vậy. Nó nóng quá hả con, nóng. Để dì ba quạt, cho con. Quạt cho nó. Trời ơi dì ba. Hả dì con? Đầu làm gì nhăn với dì ba? Trời con hát vai nghèo mà con. Nghèo cũng phải đẹp chứ. Vậy hả? Rồi để lát nữa dì ba ủi lợi, dì ba gắn hột vô cho con làm nghèo ha. Con bận cái gì cũng đẹp hết trơn á, trời á. Ha, đừng trời có giận, ơi, đừng có giận vừa vừa thôi. Nịnh quá coi không có được rồi nha. Có mùi gì khác vậy? Đâu có gì đâu. Ở trong đó có mùi gì khác vậy? Ủa cái mùi gì vậy? Coi kiểm tra lại coi có gì, có đâu gì lắm. Cái khác vậy? Cháy dây điện hay gì á? Dây điện cháy. Cái này cái mùi giải ai ủi đồ hay gì nó cháy đó. Trời ơi, đâu kiểm tra lại coi. Trời ơi, hết bộ đồ của tôi rồi nè dì ba. Cháy nữa hả? Trời đất ơi, dì ba ơi, là dì ba con lãi gì dì ba? Dì làm bầu gánh làm không xong. Lãnh xô bảy bả rồi tới nổi ba cái chuyện mà lãnh xô mà đi nước ngoài làm một vố, bây giờ gánh hát banh chành hết trơn rồi, bây giờ giao cho xuống ủi đồ mà ủi cũng không xong đó là sao vậy ba? Đúng rồi đó, ủi đồ ủi cũng không xong, nó biết chừng nào kiếm được cây vàng trả tôi cái vụ đi nước ngoài bữa hổm đó. Thiệt tức mình. Đừng có la dì ba cũng đâu có muốn như vậy. Không muốn như vậy thì hồi đó đừng có làm vậy. Làm vậy thì bây giờ mới vậy nè. Đúng rồi, bây giờ dì nói đi, dì muốn cái gì nói. Thật ra dì ba mê hát thiệt. Mê hồi nhỏ lận. Bởi vậy mê ra hát mới làm bầu gánh. Đặng có thằng hát với người ta. Mơ ước làm sao mà miễn thể leo lên sân khấu, càng cao giọng cổ cái khán giả vỗ tay cái rầm cái là thả nguyện. Mà cay đắng lắm con à, người ta không có cho gì ba hát, chỉ cho gì ba ủi đồ. Không thì bán vé. Dì ba đâm hơi rồi. Trời sao con đờn đâm hơi quá vậy con? Dì ba đâm hơi á. Bây giờ nè, con nói dì nghe. Cái gì cũng vậy, con biết tụi con nhiều khi có đôi lúc quá đáng quá lời với dì ba. Nhưng mà dì ba muốn cái gì dì ba phải nói phải không? Chứ để mà cái mặt mày dì ba cứ vậy hoài mà cái đòn mình bây giờ thấy ông làm buồn hiu hoài à. Đúng rồi đó, giờ dì ba muốn gì dì ba nói đi. Tụi con tính cho nè. Giờ muốn gì nói đi. Dì ba biết dì ba có lỗi đâu, dám nói gì đâu. Nhưng mà vậy, bị gì đi hát cũng mấy chục năm rồi, nó cũng có một cái lượng khán giả nhất định. Không có phải, ý gì ba nói là mấy người bà con hàng xóm rồi người ta đi coi hát đó, người ta coi gánh của gì, rồi người ta cứ nói gì à, ngộ bay đi coi ba bèo nó hát mà hãy thấy nó xuất hiện trên sân khấu chạy ra mua bịch hột dưa trở vô cái nó hết tuồng. Coi không có kịp. Giống như bữa nay nè, có mời ba người khách quen. Thì bây giờ có gì đâu, đơn giản thôi, dì nói với con tiếng thì con coi chỉ huy đi biểu diễn thì con sắp xếp gì ba hát có gì đâu. Đúng rồi. Thì cái tuồng này dì ba thuộc nằm lòng hát cái giai. Muốn hát cái gì nói đi. Cái giai gì xuất hiện nhỏ nhỏ thôi, tuồng này dì ba hát được con giai à. Cúc Hoa. Trời ơi, tranh bà. Cái tôi. Bởi vậy tôi nói không có được đâu, thôi để dì ba đi ủi đồ tôi coi. Được. Không được. Đừng có cãi anh nói được là được, để anh không sắp xếp được. Dì ba đừng bây có giỡn giờ... với dì ba, cái này là tâm nguyện cả cuộc đời của dì ba. Bây giờ dì ba thuộc cảnh nào, cái lớp mộ về sau thuộc không? Thuộc, từ đó về sau dì ba thuộc hết. Thuộc hết phải không? Rồi bây giờ vô quá trang liền, khi vô quá trang dì ba. Thôi khỏi đi con, nó không có được đâu. Cái gì vậy, sao vậy, nặng quá hả? Không phải là dì ba sợ hát không nổi, mà dì ba sợ gấp quá làm mặt nó không có đẹp. Trời đất, tao vô làm mặt gì của bả đi, làm mặt đẹp đi. Rồi xin mời quý vị hãy xem tiếp kịch bản. Phạm Công Cúc Hoa xin phép được tiếp diễn. Trong khói sương bay bay em về đây, cùng ai trong mộng ảo. Sao nhẫn tâm gây cho đời con thơ chịu cảnh thương đau. Vì sao lời quan ta biết đâu ngọn nguồn, tao thì nào thương yêu hành hai con khổ đau trong mơ chiều. Kính thưa quý vị khán giả, kể từ màn này cho đến màn kết cuộc, giai Cúc Hoa sẽ do nữ nghệ sĩ lão làng ba
mèo thú diễn. Mẹ ơi, mẹ ơi, giữa đêm sương lạnh con quỳ nơi đây khấn xin. Trong giấc mộng hiền về, vòng tay che chở các con thơ. Hai con nhớ mẹ, mẹ về với con rồi mẹ ơi. Sương mờ vắng vắng, cúc hoa hiện về. Ngừng lại cho mẹ tâm sự được chưa con? Mẹ ơi, hai con ơi. Chưa cay trong cổ. Hai con ơi, con gà nó gãi lộn đôi con. Hai con ơi. Trời ơi, con gà này nó bất công với mẹ quá. Chưa cay trong cổ gà ơi. Con ơi. Tân Lực. Dạ. Con có thương mẹ không con? Dạ con thương mẹ lắm. Nếu con thương mẹ thì con làm ơn vào trong con bóp cổ con gà đó cho mẹ tâm sự với con một chút đi con. Gà đâu gái dữ vậy trời. Gái nguyên bày luôn rồi mẹ ơi. Câu xanh ơi. Gà mà nó cũng gái hội đồng nữa. Thôi các con, các con hãy chờ mẹ trong giây lát. Mẹ phải vào trong để thương lượng với trưởng bầy gà. Mẹ. Mẹ. Chưa có hát xong hả? Hát cái gì? Chưa ca ca. Ca cái gì? Vì ngủ vì ngái gì còn đâm hơi nữa mà đầu đầu ca. Chứ bây giờ sao còn lớp nữa? Lớp đi. Còn ba khán giả của dì, ba khán giả. Cho dì hát lớp cuối trời đi. Trời ơi, bây giờ cái lớp này quan trọng nhất. Dì ra là dì phải nghe dây cho kỹ dì mới ra nghe chưa? Nghe kỹ phóng ra là ca giọng cổ liền. Ở trong này nghiệm dây nghe dây cho kỹ giùm con cái bước ra nghe. Rồi. Trời ơi, cảnh quan trọng đó nghe. Rồi. Nghi Xuân, Tân Lực, hai con của cha. Cha ơi. Tân Lực, cha. Hai con ơi, kể từ đây cha và mẹ sẽ không bao giờ rời xa hai con nữa. Dạ, mẹ con đâu cha? Phải, mẹ đã về với hai con đây. Mẹ. Hai con ơi. Đã đến giờ cúc hoa nhập hồn vào công chúa. Thank you.
Vậy tuần này tôi hát chỗ nào? Nhờ có bà mà khán giả về hết rồi đó. Về hết rồi. Hả? Về hết trơn rồi. Không, chị cứ yên tâm, mọi người về hết em vẫn ở lại nghe chị hát. Mặc dù nãy giờ em chưa nghe chị hát thấy chị lết không đó. Hồi đầu nó hơi bị ngu ngu, đổ mồ hôi. Nhưng các bạn lại đem ra cái thành phẩm đẹp quá. Với lại hai con gà gáy duyên dáng quá. Lại một lần nữa ngũ sắc lại đúng năm sắc màu. Đẹp đẽ chọn đúng hình ảnh màu sắc vẫn lung linh. Các bạn làm như vậy là đụng tới trái tim của tôi. Tại vì tôi là cải lương mà. Thành ra các bạn mà nói gì về cải lương là tôi xúc động lắm. Tôi không còn lời lẽ gì để mà khen các bạn. Là vì các bạn làm rất là tốt, rất là có duyên. Tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Lại một lần nữa các bạn giữ phong độ rất là tốt. Dù các bạn làm cải lương nhưng mà các bạn luôn nghĩ ra những cái bộ áo mới cho nó. Với những gì các bạn đã xây dựng trên sân khấu từ nãy giờ, rất là đáng để mọi người khâm phục các bạn. Là bởi vì qua bao nhiêu tuần các bạn vẫn giữ được phong độ. Hy vọng lần sau mọi người ráng né cái việc mà chồng thoại nhau. Đúng rồi, đó tôi định xin ý kiến nha. Nghe bạn diễn mình nói để hết câu. Đang quăng miếng thì phải cho nó hết cái miếng đó. Rồi người kia hẳn nói chứ đừng để chồng thoại cho nó hơi uổng. Nhưng mà với em như vậy là đã quá ok rồi. Quá hợp lý rồi. Cho đến thời điểm này, Tô Thiên Kiều chắc chắn là một gương mặt mà khán giả phải đặt cho bạn một cái tên là Kiều Nữ Làng Hai Cái Lương. Và bây giờ thì chúng tôi đang chờ đợi số điểm từ phía ban giám khảo. Giám khảo Việt Hương, số điểm của chị là 9 điểm rưỡi. Điểm số từ nghệ sĩ Trấn Thành, 10 điểm. Điểm số của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần trao điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Tổng số điểm của 100 khán giả dành cho đội ngũ sắc các anh chị là 9,3 điểm. Xin chúc mừng đội ngũ sắc. Kính thưa quý vị, nhóm ngũ sắc chúng tôi đang xây dựng kịch bản và hình ảnh trong gánh hát bà Ba Bèo. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để cho quý vị không thấy chúng tôi bèo như bà Ba. Dạ, nếu quý vị muốn nhóm chúng tôi không bèo như bà Ba Bèo thì quý vị hãy soạn tin nhắn LH MH khoảng cách 05 gửi tới tổng đài 8234 ngũ sắc.